Trên xe GLC, chúng ta cũng có thể kết nối được 3 thiết bị. Một thiết bị để nghe nhạc, một thiết bị để nghe gọi, một thiết bị chỉ để nhận cuộc gọi. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trương Văn Nam, đại diện kinh doanh hãng xe ô tô Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Ở video trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Bluetooth trên xe S450 với hệ điều hành mới. Ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối Bluetooth trên xe GLC. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trên xe GLC, chúng ta cũng có thể kết nối được 3 thiết bị. Một thiết bị để nghe nhạc, một thiết bị để nghe gọi và một thiết bị để nhận cuộc gọi. Và sau đây, chúng ta cùng kết nối một thiết bị để nghe gọi trên xe GLC nhé. Để kết nối Bluetooth trên xe GLC 300, đầu tiên chúng ta cần bật màn hình. Sau đó, chúng ta kết nối Bluetooth trên điện thoại bằng cách vào phần cài đặt, sau đó vào phần Bluetooth và bật Bluetooth lên. Ở trên màn hình, chúng ta sẽ vào phần Media. Ấn tiếp theo một lần nữa vào Media, chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều cổng để nghe nhạc. Chọn vào phần Bluetooth Audio. Sau đó, chọn vào phần Bluetooth Audio. Gạt cần xuống dưới, chọn Connect Device. Tiếp theo, Connect New Device. Lúc này, hệ thống đã nhận dạng được thiết bị của bạn. Bạn ấn chọn kết nối thiết bị audio. Ghép đôi trên điện thoại. Ok, cho phép. Như vậy, thiết bị của bạn đã được kết nối để nghe nhạc. Vừa rồi tôi đã kết nối thiết bị để nghe nhạc. Sau đây tôi sẽ kết nối thiết bị để nghe gọi. Thao tác như sau. Chúng ta vẫn ở trong phần Bluetooth Audio. Sau đây chúng ta sẽ gạt cần điều khiển xuống dưới. Chọn vào phần Connect Device. Chọn vào phần Connect New Device. Trên thiết bị di động của bạn, cần phải vào phần cài đặt, chọn phần Bluetooth và bật nó lên. Sau đó ở trên màn hình, bạn chọn vào phần Connect New Device. Lúc này, thiết bị của bạn đã được nhận diện. Bạn chọn vào phần thiết bị của bạn. Ghép đôi với màn hình. Thiết bị đã được kết nối và hiển thị như thế này. Để tiếp tục nghe nhạc trên thiết bị khác, các bạn ấn chọn như vậy, các bạn đã kết nối thành công một thiết bị để nghe gọi và một thiết bị để nghe nhạc. Vừa rồi tôi vừa hướng dẫn các bạn cách kết nối Bluetooth trên xe GLC. Nếu các bạn có thắc mắc gì, xin hãy để lại comment phía dưới hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0989 323 979. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy like và subscribe để chúng tôi có cơ hội được phục vụ các bạn nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.